từ nhắm mắt ra đó thôi. Đây, Chi Vân mời thầy Lâm Bồ Phúc nha. Chi Vân vlog cho vợ của Gia Văn Nguyễn mời thầy Lâm Bồ Phúc. Có ăn có uống đúng không? Đúng rồi thầy. Quá tuyệt vời luôn. Mười pháp này lại lại em cho mười pháp. Em khui cho thầy nha. Đây con gửi tiền cho thầy luôn. Cả tình nước. Hay chưa mày khỏi mày làm mày sinh. Lấy ly thì rót nước miếng. Lấy đá cho thầy. Cho thầy để thầy ăn thử chứ. Đệ tử không cho thầy thôi chứ đệ tử sao lát của thầy được. Đây mời thầy dùng nước. Đây là đùi gà. Cha chảy nước miếng, chảy nước miếng nha. Đùi gà. Tưởng cái đùi gà. Nó bắt trước sư cô ở chùa rồi. Bị lãng tai với nghe nghe không rõ. Thầy nói đùi gà, nói đuôi đùi gà. chảy nước miếng nha. Rất mong sự ủng hộ, sách ủng hộ cho Gia Văn Nguyễn, Gia Văn Vlog có thêm nhiều nhiều, có động cơ, có động lực làm nhiều clip video hay tiếp theo. Thầy cơm mới vừa dọn ra, con là người mở hàng mua cho thầy trước tiên á. Em không mua cơm thêm cho thầy ha. Có mua cho thầy bịch cơm thêm. Đúng rồi. Đủ rồi. Ăn một hộp đã no à. Bữa sau chủ yếu mua đồ ăn, cơm ít thôi. Cái đó thì ăn cái gì à? Cái đùi gà. Không phải mày. Quá mày nãy giờ không đâu. Cái đùi gà. Thầy ăn cơm cách cách miệng ngon quá. Trời, chả nước miếng hả? Là có. Chả nước miếng ngon. Ngon ngon, chả nước miếng, chả nước miếng. Ướt cái gì vào không chứ? Cái khẩu trang. Thầy rút cho mày khó một miếng rồi. Mày gian cột nữa hả? Trời trời, cuộc xương. Nó đói lúc này nói rồi. Hay thầy đút thịt cho mày khó nha. Thì đưa cục xương cho mày khó. Thôi khỏi nó. Nó ở nhà trọ hắn này, nó không có nhà trọ đuổi nó về quê luôn. Đa số là ngưỡng nhà báo, báo chí, truyền hình, truyền thông đa số ở nhà trọ. Nghèo không? Sinh viên, học sinh ở nhà trọ, không với công nhân đa số là ở nhà trọ. Quê ở tỉnh này, những kia là lên thành phố hay lên một chỗ đó làm toàn ở nhà trọ. Hôm nào nổ cho giữa tan rồi nhằm mướn nhà khê không? Thầy làm dễ sợ luôn. Không rành. Nào cũng tàn à. Hay là mười khỏi lên đây rồi ở kẻ chùa thầy. Không được.
Ở rồi sáng dậy cũng quét lá đa cho thầy. Thôi trời ơi, chùa tôi không đủ quét nữa. Đất tôi chặt, tôi quét một chút lá năm. Tao quét. Ở đây nè, lát nữa thầy nhờ review thầy chút nữa nghỉ trưa xong thầy sẽ la tắm mấy phật hết, trèo lên thầy quét dọn nhín nhện nè, giấy là ai phụ thầy thì phụ. Rồi chùa cuối năm. Tắm phật ngày mai tối nay là giờ phải chiều nay phải tiến hành làm liền. Nghỉ trưa gì? Trưa vậy là đi tắm phật liền. Tết tắm ở trong phật chánh điện trước mới ra tới hoài trong phật chính không xong đừng có ra hoài trước. Là giờ lo phật ở. Thầy tắm bằng rượu trắng thôi thầy. Hôm nay Tết rồi thầy. Mai năm mới rồi.